Bà Xui gái là con của Dượng Hai. À, Dượng Hai là chồng của dì Hai em. Mà hầu như là video nào quay đám cưới cũng có chuyện đó ta, lúc nào cũng được nhận gạch đá hơi bị nhiều hen. Có đầu óc thiệt hơn thì đâu có làm phước được. À, đầu óc thiệt hơn làm sao hen. Nói chung là nãy em có nói là em không có làm phước, em chỉ làm giùm thôi. Phải nhờ người này người kia hỗ trợ. Ngay cả cái bạn quay phim nãy Hoàng Sơn nói, bạn còn phải xin cái đoạn video quay trên đường của Hoàng Sơn để bạn làm phim cho cô dâu chú rể nữa. Đó, thì Hoàng Sơn đương nhiên là cho miễn phí mà, đâu có vấn đề gì đâu. Có bạn ở nằm bên trái thì bạn nhìn thấy này, có người trước mặt nhìn thấy này, còn Hoàng Sơn ở phía sau thì Hoàng Sơn thấy cái quay của cái ly, chứ anh chị đâu có thấy đâu đúng không? Thì mình đâu thể thể nào mình lấy cái quan điểm của mình mà mình áp dụng áp đặt cho mọi người được. Đó, nên là khi mà Hoàng Sơn đăng video lên đây thì nói chung đó là cũng sẽ có người thích có người không. Ừ, thì hy vọng là mình lên đây để cùng chia sẻ cho vui là chính. Hoàng Sơn xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. À, chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Nam Việt trong phần bình luận kênh hen. À, trước tiên là Hoàng Sơn gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị đã yêu mến kênh Nam Việt trong suốt thời gian qua và đang đồng hành cùng Nam Việt nha. À, bây giờ thì Hoàng Sơn sẽ cùng bình luận và trả lời bình luận. Trước tiên là gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị và sau đó là mình sẽ cùng bình luận để giao lưu với nhau hen. Bên cạnh đó cũng là những lời góp ý, Hoàng Sơn chân thành cảm ơn cô chú anh chị hen. À, câu bình luận đầu tiên của cô Hoàng Thị Cúc. Đại gia đình làm lạp xưởng vui quá. Lúc trước thấy Sơn Ca pha gia vị, cô tưởng hai chị em cùng làm. Thích bỏ ba Út Khanh, Sơn Ca và Xuyến. À, rồi thì lúc trước á, là chị Sơn Ca với Xuyến cùng làm lạp xưởng. Nhưng mà do sau này chị Sơn Ca có cái cửa hàng ở bên Long Hồ Tây đó, cửa hàng ở tại nhà thì anh Yên trực, còn cửa hàng bên Long Hồ Tây là chị Sơn Ca trực hen, nên chị khá là bận, chị bỏ luôn ngày mai đó, nên là tập trung toàn bộ cho cửa hàng bán điện thoại. Còn thỉnh thoảng như dòng mùa vụ Tết thì chị có qua phụ Xuyến, và Xuyến là chịu trách nhiệm về sản xuất lạp xưởng nè, và Xuyến được hỗ trợ phía sau là Má Năm và Dì Út 15. À, bên cạnh đó thì còn có chị Sơn Ca, anh Yên và gia đình Nam Việt. Còn Sơn thì hỗ trợ kỹ thuật thôi, chứ cũng không có đeo bám suốt được. Thì Xuyến còn có mấy dì, mấy chị hàng xóm qua phụ hỗ trợ lạp xưởng xưởng từ 4-5 giờ sáng ha. Và bây giờ bắt đầu vào mùa vụ Tết rồi. Còn Sơn cũng cảm ơn cô chú đã yêu mến Nam Việt trong nhiều năm qua rồi. Những ngày đầu tiên mà mình bắt đầu làm lạp xưởng thì hồi đó đó là mình làm để biếu gia đình. Nhưng mà sau khi cô chú anh chị yêu mến kênh Nam Việt nói làm bán, cô chú ủng hộ thì giờ cũng được nhiều năm rồi đó. Bây giờ lại vào mùa Tết đó, là lúc mà Sơn Hà là mới có mấy tháng tuổi là bỏ nằm ở ngoài, cô chú anh chị còn ghẹo là Sơn Hà là cậu bé lạp xưởng nữa đó. Rồi bây giờ mình tiếp tục có thứ hai ha, của Dung Trần chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc trong video đám cưới. Rồi, cảm ơn cô Dung Trần. Bích Nga Nguyễn, chúc hai em tiệc chất lượng. Khen tiệc cưới đông vui của chị Yến. Khen chú rể. Vân Thư, vợ chồng Sơn Ca hiền lành dễ thương lắm. Dạ, em cảm ơn cô Vân Thư. Xuân Lâm Thị, món trông nhớ hấp dẫn hàng nhưng mà không mang găng tay thì hơi thiếu vệ sinh. Dạ, câu này cô góp ý rất là đúng cô hen. Cái này cô góp ý trong phần tiệc cưới. À, tại ở quê nhiều khi không có kỹ lưỡng nhiều giống như những cái nhà hàng lớn cô chú anh chị hen. À, Trang Trần, Út Khanh vừa khéo vừa siêng. Dạ, dì Út làm công việc của dì Út xong rồi thường thì buổi tối á, là khi mà Xuyến vào lập xưởng thì nhờ dì Út hỗ trợ. Đó, nên thường mình hay thấy là cô chú anh chị thấy là làm xưởng mình làm buổi chiều và buổi tối để có dì Út 15 về hỗ trợ hen. Còn như làm lụa xưởng buổi sáng là dì Út rất là bận nên không có tham gia được. À, lạp xưởng ngon có ship lên Đức Trọng Lâm Đồng không? Kha kha kha, không biết thi lovely lovely lovely, không biết là nói thiệt hay nói giỡn hen. Tại vì nếu mà như lạp xưởng mình á, là lạp xưởng tươi thì em có giao hàng tại Sài Gòn. À, trong nội thành Sài Gòn. Còn nếu mà như anh chị cô chú có ở những cái tỉnh lân cận, ví dụ như thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nè, Cần Thơ, Vĩnh Long, những nơi mà có chành xe á, thì
cô chú anh chị mình liên hệ với Hoàng Sơn thì mình sẽ gửi trên xe về. Chứ còn những địa điểm ở trong trong xã, trong ấp á, hoặc là những nơi xa hơn thì không gửi được cô chú anh chị ha. Còn như khô cá đó thì mình gửi cũng được khoảng tầm tuần đến 10 ngày không vấn đề. Chỉ có lạp xưởng là hàng tươi đông lạnh thì bưu điện không nhận. Và hàng một nắng thì đó, cá dứa một nắng với lạp xưởng thì mình chỉ gửi trong vòng 24 tiếng, mình quấn kỹ á, thì nó sẽ không vấn đề. Nhưng mà sau 24 tiếng thì cá nó sẽ hư. Đó, lạp xưởng thì nó sẽ không còn ngon. Đó, nên là Hoàng Sơn chỉ nhận là giao hàng ở trong thành phố và những tỉnh lân cận có trên xe của chú anh chị ha, hoặc là xe đò xe buýt mà mình quen đó thì gọi với Hoàng Sơn để Hoàng Sơn sẽ giúp các bạn ở cửa hàng liên hệ với cô chú anh chị để gửi đến. Rồi anh Phạm chàng ơi, Sơn Hà điện thoại cho ngoài kia. Dạ Sơn Hà lúc này quậy lắm cô anh Phan hen, chú rể nhìn đẹp trai và dễ thương nữa. Kim Hải An, dạ em cảm ơn. Cô Bông nói là vợ mua lạp xưởng chúc cả nhà mua bán đắt. À dạ anh Bông, cảm ơn anh chị nha. Cô dâu chú rể có họ hàng gì với Hoàng Sơn vậy? Trong video đám cưới của Hoài Phong và Mỹ Hương, cô chú anh chị cũng hỏi rất là nhiều mà Hoàng Sơn cũng hơi khó trả lời. Bây giờ mình trả lời trên đây ha. Tức là Dượng Hai chồng của dì Hai, dì Hai là thứ hai, mẹ là thứ năm. Đó, thì Dượng Hai có một người con trước đó là chị gái. Thì chị có một đứa con gái là cô dâu nè. Bữa nay mình đưa dâu. Đó, thì chị gái có nhờ Hoàng Sơn quay phim giùm. Thì xét ra cùng đó thì không có bà con dòng họ, nhưng mà quen biết và cũng thân thiết. Tại vì chị gái rất là yêu mến bên gia đình của dì Hai, dì Năm, dì Út. Đó, nên là bên nhà mình đi cũng là khá đông vui hen. Dì Út 10, 11, 12, 13, 14 đó là chị gái coi giống như là bạn bè, tại vì thân thiết vậy đó. Đó, rồi nhà má Năm thì chị gái có nhờ Hoàng Sơn quay phim giùm, thì quay kiểu đám cưới á, thì Hoàng Sơn không có hứa. Do quay đám cưới á, thì quay giống như thợ, là phải ghép nhạc rồi phải quay theo yêu cầu của gia đình á, thì Hoàng Sơn không không có quay. Tại vì quay như vậy thì chỉ có cô dâu chú rể xem thôi, còn giống như cô chú anh chị khán giả mình coi sẽ rất là hơi 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 buồn chán đó. Tại vì quay có cô dâu chú rể mà mình người xa lạ, mình đâu biết cô dâu chú rể đâu, nên cô chú muốn là quay toàn cảnh, cái cách đưa dâu như thế nào, xe cộ làm sao, rồi nhà bếp làm sao, quay từ đầu tới cuối ha. Đó, nên là Hoàng Sơn đấy, em chỉ quay chơi, quay làm kỷ niệm cho cháu chứ còn không có nhận quay tiệc ha. Thì chị gái nói đúng rồi, chị gái thấy quay trong nhà dì Út 14 đó, quay kiểu giống như ký sự đó, làm lưu niệm đó, chứ không phải là quay kiểu làm kỷ niệm riêng cho cô dâu chú rể đó. Nên là Hoàng Sơn có nhận là quay quay giùm, chứ cái này là không phải là quay quay mướn nha. Đó thì mình vẫn có thiệp mời, mình vẫn đi phong bì bình thường nha, vừa đi đám cưới mà vừa làm thợ quay phim bất đắc dĩ luôn. Tại vì bên nhà trai là cũng có chụp hình quay phim của chú anh chị ha. Đó, nên là mình cũng không làm khó dễ mấy anh quay phim, mình chỉ đi theo quay hậu trường thôi. Đó, thì cũng cũng có nhiều bạn bình luận cũng hơi khiếm nhã, nên là Hoàng Sơn cũng không nói đây được. Thì nói để cho các bạn cũng biết luôn, tức là Hoàng Sơn đi ở vòng ngoài quay hậu trường cho bà con mình coi, chứ không phải là đi quay thợ đám cưới. Rồi, nên là có nhiều cảnh nó sẽ gần gũi hơn, nhưng mà nó sẽ không có chuyên nghiệp. Nhiều cái giống như mấy chị em nấu nướng thì bếp núc tùm lum mà đưa vào phim đám cưới thì cho nó tự nhiên hen. Đó. Và đương nhiên là mấy bạn quay phim á cũng có nhờ Hoàng Sơn chia sẻ lại những cái đoạn phim mà Hoàng Sơn quay, tại vì mấy bạn cũng quay không kịp, giống như quay đoàn xe thì Hoàng Sơn có nhờ Xuyến chạy chiếc xe máy theo mình quay phim đoàn xe đó, thì mình cũng chia sẻ luôn cho mấy bạn thợ quay phim luôn đó, chia sẻ miễn phí hen. À, mình có nói là mấy bạn cứ đăng thoải mái đi, Hoàng Sơn không có đánh gậy bản quyền đâu. À, để nói cho các bạn biết là tại sao nếu mà sau này có trùng lặp, tại sao là trong cái phim đám cưới ở chỗ kia quay mà Hoàng Sơn lấy về quay thì cái đó không phải nha. Hoàng Sơn toàn là tự quay chứ không có lấy của ai hết nha. À, với lại có thêm một cái kênh nữa là cô chú anh chị có phát hiện đó, là Má Năm Vlog.
Má Nam Vlog là kênh của gia đình Nam Việt mà tại sao toàn bộ tiếng Anh hết? Đó, cô chủ các anh chị có thắc mắc là có thể ai đó lấy của Hoàng Sơn về đăng hay không? Thì cái này là kênh này là của Hoàng Sơn, cô chú anh chị hen. Đó, tại vì nhiều cô chú nói là có con cháu mình ở nước ngoài nhưng mà không có rành tiếng Việt, mà bây giờ coi tiếng Việt nhiều quá nó không hiểu. Đó, thì Hoàng Sơn có tạo một cái kênh đó là bằng tiếng Anh và mình cắt bỏ bớt bớt cái phần lời mà hầu như nó giống như là phi ngôn ngữ vậy đó. Thì những cái cảnh nấu ăn rồi cái âm thanh tự nhiên và những cái giao tiếp đơn thuần, chỉ là những cái giao tiếp chứ còn không có cần nói rõ về cái nội dung đó, thì toàn bộ bằng tiếng Anh, là mô tả tiếng Anh, tiêu đề bằng tiếng Anh và thẻ tag bằng tiếng Anh luôn đó. Thì cái đó là kênh dành cho bà con xa ở ở nước ngoài coi, hoặc là có những bạn mà ở nước ngoài nếu mà sau này những người ngoại quốc á, họ muốn quan tâm về cái phong cảnh Việt Nam như thế nào thì họ cũng có thể vào xem ha. Nếu mà cô chú anh chị xem kênh Việt Nam thì xem Nam Việt, còn nếu mà anh chị quan tâm kênh không lời á thì mình có thể qua kênh Má Năm Vlog xem, ủng hộ Hoàng Sơn nha. Kênh này thì Hoàng Sơn làm hôm nay rồi cũng cả tháng rồi đó, nên là mà không có giới thiệu cô chú anh chị. Nhiều cô chú cảm ơn cô chú đã nhắc nhở, nói là nhiều khi có kênh lấy của Hoàng Sơn đăng lại, thì cái này là Hoàng Sơn cũng cảm ơn cô chú đã rất là nhiều. Nhưng mà Hoàng Sơn cũng có một cái phần mềm trong quản lý của YouTube nè, nó có thể quét biết được là cái kênh mình có bị ai ăn cắp đoạn nào đó hay không, nó vẫn biết cô chú anh chị ha. Đó, nếu mà biết thì Hoàng Sơn cũng có thể báo cáo lên cho YouTube để gỡ bỏ video đó xuống. À, còn cái này của mình thì không ai báo cáo mình hết hen. Công nhận vợ chồng Sơn hiền lành dễ thương. Dạ em cảm ơn Phương Xuân ạ. À, bữa nay Xuyến mặc áo dài đẹp hơn mặc đầm Phan Kim Kha. Dạ em cảm ơn. Clip thời gian dài là để người ta để 1 2 3 cho dễ phân biệt, có đâu cũng bình luận khó nghe vậy trời. À, tức là có anh chị nào đó trả lời bình luận dùm cho những cái bình luận khác. Có bình luận nói tại sao mà kéo dài clip gì 1 2 3, thì Hoàng Sơn giải thích luôn. Cái ngày thứ nhất á, là ngày nhóm họ bên nhà gái nè, thì mình làm riêng một clip ha. Clip thứ hai là ngày làm lễ vu quy ở bên nhà gái, và clip thứ ba là ngày lễ tân hôn bên nhà trai. Thì giả sử nhà trai họ thích coi nhà trai thôi thì họ coi cái clip thứ ba, còn nhà gái thích coi nhà gái không thì coi clip thứ hai. Còn nếu mà ai đó đang theo dõi cô dâu chú rể thì người ta sẽ gọi là Hoài Phong Mỹ Hương số 1, Hoài Phong Mỹ Hương số 2, Hoài Phong Mỹ Vương số 3, thì họ sẽ coi liên tục được 3 ngày. Cái đó là để dễ tìm, khi mà YouTube có rất là nhiều video thì mình không biết tìm như thế nào đó, thì mình làm Hoài Phong 1, Hoài Phong 2, Hoài Phong 3 đó để cho dễ tìm cô chú anh chị ha. Đó, để nhiều bạn nhiều khi chưa có hiểu rõ mà thắc mắc, chứ không phải là phim dài tập giống như phim Ấn Độ hen. Nhớ nhớ còn là mình nhớ má mình quá Nam Việt ơi. Trong video cậu Bảy về thăm ngoại ha. Dạ, ngon hay không thì chưa biết, chứ thấy thịt tươi sạch là ok. Dạ em cảm ơn anh chị không có tên. Anh chị khen lạp xưởng thấy nhìn ngon, tại vì cái này á, thì thịt nóng á, là mình 4 giờ sáng mình đã mua rồi. Thì về mình có sắt ra mình có quay cho cô chú anh chị xem, chứ không phải là thịt vụn làm lạp xưởng hen. Rồi, ngon mà thấy vệ sinh nữa là thích à. Hello Sơn ạ. Con đi đâu đó? À, Sơn Hà lên quậy. Cô anh Phan, nhà Sơn Hà có cây thông Noel đẹp. Dạ nay tháng 12 rồi, mình có một cây thông cho Sơn Hùng với Sơn Hà treo cô chú anh chị ha. Mình mở miệng ra là nói cái hay cho người khác nghe mà người ta cũng vui là cái phước, còn mình mở miệng ra nói làm người khác buồn, sân si là không có phước đức nha. Vậy là anh chị bình luận dùm một cái video khiếm nhã hen. Nói thiệt là giải trí cho vui, đâu có bình luận khó nghe. Quay cái này xong rồi chỉnh clip đâu phải đơn giản, cái gì cũng có giá của nó, vô xem giải trí thôi đừng có bình luận khó nghe. Dạ em cảm ơn anh chị đã ủng hộ kênh Nam Việt nha.
em nên dẫn gia đình Sơn Ca, gia đình Dúc 15 đi ăn nhà hàng để trả ơn và vui. Dạ Phong Phạm, dạ em cảm ơn anh đã góp ý ạ. Lạp xưởng bao nhiêu một ký vậy, có ship của chi không? Dạ liên hệ trực tiếp cho Hoàng Sơn theo số điện thoại 0901201410. Anh chị Hà Hà Phúc ạ. Em cảm ơn chị. Sơn Hà vừa lên cái làm gián đoạn của chú anh chị ha, lên quậy tưng bừng rồi cho xuống dưới đất rồi. Đừng khóc cô dâu, mai mốt không về nhà mình luôn nha. Chọc em vậy thôi, nín đi em, ai cũng thương em hết. Chúc vợ chồng răng long đầu bạc. Cô bông chọc cô dâu hen, thấy cô dâu ai về nhà chồng cũng khóc, mà sau này là về nhà mẹ ở ngày ở không nổi hàng. Nữ liễu, wow, lạp xưởng nhìn ngon, lạp xưởng cuốn bánh tráng là ngon lắm luôn. Dạ em cảm ơn chị Liêu Liễu ạ. Cô bông nhà Nam Việt ai cũng hát hay, mình thích nhớ cần nghe tiếng của cậu Bảy. Dạ cảm ơn cô bông đã ủng hộ nghe. Mình thấy có chả da heo, cũng mới nghe chả mỡ chưa được ăn. Dạ để có thể là cái từ địa phương nó gọi cái tên món ăn khác nhau chị ha. Mình nhìn chú rể thao tác lẹ làng nhanh nhẹn, là người giỏi giang. Dạ, cảm ơn đã yêu mến lời khen chú rể ạ. Bạn Sơn cho xin số điện thoại để mua lạp xưởng. Dạ em có gửi luôn rồi. Sao không cho Sơn Hà đi học? Dạ Sơn Hà mấy ngày nay bị bệnh ạ. Xuyến là cánh tay đắc lực của Hoàng Sơn, phối hợp nhịp nhàng. Rồi em cảm ơn cô Bông. Thấy cô dâu khóc thương quá đi. Hải Lý. Hải Lý. Cô dâu hôm nay được quà nhiều quá, cười vui rú rít. Còn chị gọi cô dâu. Xuyến này đẹp, Hoàng Sơn vui vẻ, gia đình quá đỉnh. Dạ em cảm ơn anh AT Trần ạ. Áo dài vậy mà chê xấu, không có mắt thẩm mỹ. Chị Liên Nguyễn. Khi nào bé đi ăn, khi nào bé đi An Đông gặp tiệm Bích Liên. Là chị nói đi An Đông sẽ ghé xem tiệm Bích Liên để mua khuôn bánh hàng. Lâu lắm mới thấy Úc 11. Dạ Sơn quá nhiệt tình, em cảm ơn chị Thảo Phạm. Xuyến mặc áo dài xấu. Dạ em cảm ơn chị Thị Trinh Nguyễn đã góp ý hen. Chị xui trai đi rước dâu mặc áo dài đẹp lắm, xui gái sang đẹp đều. Em cảm ơn cô Thẩm Lê. Cô dâu này có nhiều tài lộc, gia đình thân tộc vàng đeo nặng trĩu nha. Chúc mừng cô dâu. Cảm ơn cô Nương Lê. Thích thì vào xem cho vui, có đâu mà nói toan tính. Dĩ nhiên là sự kiện thì đâu phải một lúc, phải có phần 1, phần 2. Thích xem, không thích thì đừng xem. Bình luận tào lao có vụ gì phước đức ở đây. Đám cưới vui quá Sơn, nhìn xinh đẹp. Em cảm ơn cô Linh Trần Kiều. Quay phim đâu phải phim tập lúc này đầu tư kỳ vậy, tập 1, 2, 3 có đầu óc thiệt hơn thì đâu có làm phước được. Của chị Thúy Trinh ha, không biết chị Thúy Trinh nói là quay clip đâu phải phim dài tập sao mà quay kỳ vậy, thì nãy em có giải thích rồi hen. Tại có 3 ngày mà mỗi ngày thì có một chủ đề khác nhau, mình ghi như vậy để cho những người nào muốn xem 3 tập thì có thể gõ tìm được 3 tập dễ dàng. Còn ai chỉ thích xem phần của nhà trai không thì xem nhà trai, nhà gái không thì xem nhà gái hen. Có đầu óc thiệt hơn thì đâu có làm phước được. Đầu óc thiệt hơn làm sao hen. Nói chung là nãy em có nói là em không có làm phước, em chỉ làm giùm thôi. Ví dụ ngay cả những cái clip đi từ thiện em cũng không nói đi làm phước nữa, mà em nói em đi làm từ thiện giùm hen. Tất cả các video trên kênh Nam Việt không có cái nào em nói là em đi làm phước hết á.
em làm giùm, không được thì thôi chứ em không có làm phước. Còn như những video mà nhờ em quay để trả tiền hoặc là nhờ em quay thuê á, thì sau này thì không biết thì sao, chứ từ trước tới bây giờ là chưa có cái nào clip nào có ai trả tiền cho em nha. Đó. Đó. Mình quay thì làm kỷ niệm cho gia đình, rồi quay vì bạn bè, rồi quay để chia sẻ bà con, chứ là những có những hàng quán thuê em trả tiền thì em không quay. Tại vì á, mình dùng cái uy tín của mình mà mình quay, lỡ sau này chỗ đó làm ăn không có được như mình nghĩ á, thì sẽ tội nghiệp cái khán giả của kênh Nam Việt ha. Đó, nên là đến hiện tại là Hoàng Sơn chưa có quay quay mướn cho ai hết. Rồi. Không biết sao mà trả lời bình luận vậy kỳ, chắc em bé cầm nhầm điện thoại. Quay cho vui. Không xem thì thôi, kiếu phước lộc gì. Lời nói không mất ba chấm tiền mua chắc. Nói người khác, ý là đang nói mình ấy, mở miệng không suy nghĩ. Bạn nói đúng, xem giải trí cho vui, đâu ảnh hưởng tới ai đâu. Thiệt tình chứ bình luận kỳ vậy. Chúc mừng mà hầu như là video nào quay đám cưới cũng có chuyện rau ta, lúc nào cũng được nhận gạch đá hơi bị nhiều hen. Có cái thì nói tại sao Hoàng Sơn không bỏ máy quay xuống, có cái thì nói tại sao Hoàng Sơn không ăn mặc đẹp. rồi đó, rồi tại sao mà làm phước kỳ vậy. Đó, không có làm phước, làm giùm miễn phí. Không ăn mặc đẹp đó là nói gì ta, không bỏ máy quay xuống đi. Bây giờ ví dụ cô chú anh chị vừa xem cái clip đám cưới đó, là nhờ có xíu quay phụ chứ Hoàng Sơn một mình không thể nào làm hết được. Ví dụ giống như là khi mình quay trong nhà chú rể, đi ra xong là nhảy lên xe, đầu xiến dùng xe máy chở mình, chứ mình không có đi xe đưa rước cô dâu ha. Mình mới quay vòng 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 cái đoàn xe, rồi lật đật chạy đến nhà cô dâu trước, rồi đầu cái mở livecam lên bay quay từ trên cao. Tại vì cái đoàn đi đưa dâu không thể nào dừng lại chờ mình. Cái việc quan trọng là việc đi rước dâu và đưa dâu mà, chứ đâu phải chờ anh quay phim. Còn anh làm sao kệ anh, chứ giống như truyền hình trực tiếp vậy á. Thì cố gắng anh chị thấy trong vòng có 5 phút, 10 phút thôi mà Hoàng Sơn một mình có thể làm ba việc như vậy, cũng phải nhờ người này người kia hỗ trợ. Ngay cả cái bạn quay phim nãy Hoàng Sơn nói á, bạn còn phải xin cái đoạn video quay trên đường của Hoàng Sơn để bạn làm phim cho cô dâu chú rể nữa. Đó, thì Hoàng Sơn đương nhiên là cho miễn phí mà, đâu có vấn đề gì đâu. Đó, nên là mình phải cầm như vậy để cô dâu chú rể mới có được cái những clip kỷ niệm thú vị ha. Đó. Chứ còn để chỗ là Hoàng Sơn quay tới mấy tiếng hồ luôn, mà khi ráp lại còn có khoảng nửa tiếng thôi đó. Chứ mà cô chú anh chị coi là ngủ gục luôn. Nghe. Cái này thì cũng không than vãn gì, mà nói để cho cả nhà mình, nếu mà bạn nào chưa hiểu về cái cách quay phim, hoặc là khi mình xem một cái đoạn phim nào đó của ai làm á, mình có thêm thông tin ha, để sau này không trách người ta tội nghiệp nha. Bà con sao vậy Sơn, xíu hôm nay xinh quá. Dạ nãy em nói rồi, bà xui gái là con của Dượng Hai. Dượng Hai là chồng của dì Hai em. cô bé Lê chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng chú rể mất tấn vàng thả tim ha ha. Rồi đi rước dâu, đi đi cưới vợ thì phải tốn tiền tốn vàng rồi. Ai cũng vậy. Chỉ có những cái nơi giống như mẫu hệ thì không biết sao ha, chứ ở chỗ mình là phải có vàng mới đi rước dâu được. Sao vô tình lướt qua thấy kênh Má Năm Vlog dạy nấu ăn món thịt dê. Có phải mẹ Sơn là chủ kênh hay không, ghi mô tả bằng tiếng Anh? Dạ cô Châu Ngọc Thiên Kim. Dạ nãy còn Sơn có giải thích rồi ạ. Đó là cái kênh Má Năm Vlog là làm cũng hơn tháng rồi. Nên là cái này của Má Năm mà tại Hoàng Sơn không có giới thiệu trên kênh Nam Việt hen. Đó, nếu mà cô chú anh chị mình muốn xem thử thì có thể gõ Má Năm Vlog là có thể ra kênh hen. Diốc hôm nay mới được gặp Diốc 11 sang quá. Dạ, em cảm ơn chị Thúy Võ. Vinh Nguyễn, anh Sơn, bữa em có nghe Má Hai nói uống hạt chia giúp đi ngủ, nhờ họ giúp. Mà bữa nay em chưa gặp Má Hai hen, tại vì em nghĩ nếu mà như uống với một người bình thường á, thì một cái ly giống vậy nè, thì thường mẹ hay làm nửa ly, giống như mình pha hột é vậy, là sao uống được nửa ly hen, chứ nhiều quá uống chắc cũng ốc ách bụng à.
còn ít quá thì không có thấm ha. À, tiếp tục nha. Cô Linh Trần, Sơn Hùng nay lớn nhìn đầm quá. Cảm ơn cô Linh. À, gửi lời thăm bà ngoại má năm má ba nhé. Dạ em cảm ơn anh Vũ Linh Trần. Anh Sơn ơi, miệng đời nói sao cũng được. À, Sơn sao gì hai gì ba không thấy. Dạ nhiều khi là chị mời cũng số lượng khách cũng hạn chế đó, không thể nào mời hết toàn bộ được đó, nên là có mấy gì mấy gì nhỏ đó thì coi như bạn nè, hoặc là như Hoàng Sơn với anh Bảo chị Sơn Ca thì coi như bạn là mời hen. À, cái đó là do chủ nhà nên là Hoàng Sơn cũng không biết, nhiều khi cái giới hạn cái bàn tiệc á mời hết cũng cũng kẹt. À, ha. À, rồi Sơn Ca đầm thắm tuyệt vời tự nhiên, hai cô dâu đẹp tự nhiên. Cảm ơn chị Linh Trần. Sơn ơi, ở Đức Lập có muốn mua mắm của mẹ có ship không con? Dạ cô Mỹ Dung, mẹ thì làm mắm để biếu bà con chứ mẹ chưa có làm mắm bán cô ha. Con cảm ơn cô đã yêu mến, yêu thích các món của mẹ làm hen. Chị Yến Nguyễn đông vui làm lạp xưởng, áo bà ba đẹp hen. Chị Yến Nguyễn trả lời quá trời luôn, thả tim quá trời luôn. Cô Bông Út Mộng, mặc đầm trẻ trung. Dạ dì Út mặc áo đỏ đẹp hát hay quá. Dạ dì Út 12, em cảm ơn anh Dũng Trần. Chị Thẩm mặc đồ coi sang đẹp quá không rườm ra. Em cảm ơn Phạm Kim Kha, miền Tây Nam Bộ chứ không có chút xíu. Anh Nhan Huỳnh. Nói về cái ngôn ngữ á, thì ví dụ mỗi nơi khác nhau xíu đó, cũng không dùng từ chút xíu nè. Ví dụ giống như ở chỗ em là Cần Đước của tỉnh Long An, bước qua cái con sông là Cần Giuộc Long An đã nói chuyện khác nhau rồi. Rồi bước qua phía bên kia sông là mình đang ở Cù Lao, bước phía bên bên trái là Cần Giuộc, bước qua bên phải là Tiền Giang, bước qua phía mặt trời mọc là Cần Giờ Sài Gòn, là tất cả đều dùng từ hầu như là không giống nhau rồi. Nên là có thể có những từ nó hơi pha trộn xíu, anh chị thông cảm nghe. Ví dụ có những từ ok, thì nó cũng không phải là của tiếng Việt. Hoặc là nếu mà giống như bà con mình đi nước ngoài, có những đứa nhỏ mà sinh ra ở nước ngoài thì nó chỉ nghe được tiếng Việt thôi, hoặc nó chỉ nói được 20-30% thôi, đó cũng là người Việt mà hỏi nó tại sao mà nó không biết tiếng Việt thì cũng hơi khó xử hen. Nhiều khi em lên Sài Gòn rồi tiếp xúc với nhiều người thì nhiều khi mình nói quen quá, hoặc trong công ty á có những từ suốt ngày ok đó, rồi nó riết nó cũng quen đó, nên là nhiều khi mình nói mình cũng ngại miệng luôn, tự nhiên mình người Việt không dùng tiếng Việt. À, anh chị thông cảm hen. Anh Phạm, ốc kiểm đẹp quá ốc kiểm ơi, chợ Bình Tây chạy lên chút là bán khuôn bánh rất là nhiều. Dạ hay quá, cảm ơn mọi người, sống vui khỏe nhé. À, Trường An, cô dâu chú rể đẹp đôi, xem phim đám cưới của gia đình Nam Việt ai mặc đồ cũng đẹp hết. Dạ em cảm ơn anh Nguyễn ạ. À, Thẩm mặc đồ đẹp sang quá. Thảo Phạm, gia đình hôm nay ai cũng xinh. À, Thiên Thanh Trần, thả tim cho Út 12. Anh Sơn quay hết gia đình coi mới đã, tại vì cái đám cưới của người ta mà mình quay nhiều quá cũng không được. Anh chị ha. À, đó giống như nãy em nói đặt cái máy mà quay kiểu đó đó, mình chia ra là ba tập là đã có người khó chịu rồi, mà bây giờ mình quay một tập mà quấy mấy tiếng mà gia đình mình hát không là không được hen, gấp vui xíu thôi. Trang Trần, bữa nay ai cũng đẹp thẩm xuyến dễ thương, em cảm ơn chị. Ti Nguyễn, hôm nay có mấy gì đám cưới vui ghê. À, đám cưới à, ai hát cải lương vậy trời, Nguyễn Hương. Ở miền Tây vậy đó, ở miền Tây người ta rất là thích hát cải lương cô chú anh chị ha. À, nên là mình không muốn cũng phải chịu thôi, tại vì cái đó là cái sở thích của người miền Tây rồi. À, hai cũng xinh đẹp, chúc hai em mãi mãi hạnh phúc. À, Hương, cô Hương Phan, gia đình Nam Việt các chị các cháu đẹp quá. Cô Lan Dương, à, ba dì Út xinh đẹp lắm, thẩm xuyến gia đình tuyệt vời, cảm ơn cô Lan Dương. Mình chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Dạ. À, Linh Trần Kiều, hôm nay gia đình Sơn Xuyến đi đám cưới vui quá. Sơn Hà, nay đẹp cưng quá. Cảm ơn cô Linh Trần Kiều.
Cô Hương Phan, chị Năm Mộng Quỳnh hát hay quá, đám cưới miền Tây hay hay. Cảm ơn cô Hương Phan, gia đình Nam Việt mấy gì hát giọng ngọt ngào quá Sơn ơi. Em cảm ơn cô Huệ Nguyễn à, Huệ Thu Huệ. Dạ dì Út 11 sang trọng quá, cảm ơn anh chị Thông Lê. Tình Nguyễn Tha Tim hen. Và vui quá Hoàng Sơn, mến chúc hai bạn trẻ may mắn. Nãy giờ mình nói chuyện cũng hết mấy chục phút mà mới chưa hết một ngày bình luận luôn. Sao không thấy Út 11? Lâu quá không gặp bạn Sơn. Dạ, dì Út 11 có trên video à. Nhà rộng rãi, trang trí đẹp, món ăn ngon. Chị Trang Trần, em cảm ơn chị Trang Trần. Cháu Thẩm đẹp quá, mặc kiểu nào cũng đẹp hết. Cảm ơn cô Nga Trần. Duyên Út 15 nấu ăn ngon, hát hay, chúc mừng em nha. Cảm ơn chị Duyên. Long Hữu quê ngoại, nhà tôi ở chợ bà già buôn bán tạp hóa, tôi không sống ở đây nhưng lâu về thăm bà già, họ hàng tôi bán ở chợ Long Hữu đông, Long Hữu rất đông, có ông cậu nấu ăn cho tiệc cưới rất nổi tiếng vùng này, gần 30 năm chưa trở lại đây, kỷ niệm một thời đã xa. Anh chị ABCTV. Thẩm mặc đồ đẹp ghê. Ngoài Nguyễn Út 15 hát hay quá, con rất thích chị Út hát. User không biết ai luôn em. Thả tim Thí Thí Nguyễn. Hóa năm khéo quá Hoàng Sơn, chia sẻ cái ước gì mình là thành viên có gia đình Nam Việt. Dạ cô Hồng Thanh Lê, cảm ơn yêu mến gia đình ạ. Nếu mà những ai mà yêu mến gia đình Nam Việt và theo dõi kênh Nam Việt thì cũng giống như là gia đình Hoàng Sơn, cô chú anh chị ha. Mình tại vì mình lên đây là mình chia sẻ những cái cuộc sống hàng ngày, nếu mà mình hợp nhau vui vẻ nhau thì mình giống như là những người bạn thân, rồi có những cái tương đồng đó thì mình kết bạn từ xa hen, tại đâu có ai cấm cản mình gì đâu. Vui quá user xuyến đẹp mặc bộ đồ sang dễ thương, em cảm ơn anh Phương Nguyễn. Thí Nguyễn thả tim ngâm nếp mấy tiếng, em có trả lời trong nấu sôi đậu phộng. Dạ mẹ nói là mẹ ngâm nếp 4 tiếng, còn đậu phộng thì luộc sẵn luộc chín hen. Nhà Nam Việt có tiệc là khâu chuẩn bị rất chu đáo. Dạ em cảm ơn anh Nguyễn. Cô Hương Phan chúc mừng chú rể. Sơn Hà sao không đi, sao lớn mà không đi mà mặc đồ xuyến, mặc đồ đẹp mà xuyến cái vòng trên tay, mình chỉ góp ý thôi sorry. Dạ cô Rian Võ. Dạ tại vì Sơn Hà thì đi bình thường nhưng mà tại chỗ đông người á, mình muốn giữ nó chỗ rồi cho nó không quậy coi ha. Cô tin anh rõ cô gái thì hai mặc đồ đẹp quá. Rồi, hôm nay Hoàng Sơn lên mình gặp nhau một xíu, nói chuyện cho vui tâm sự hen. Cô Lan Dương, cô chú anh chị đã yêu mến gia đình Nam Việt gửi những trái tim nè, gửi những lời bình luận, bên cạnh đó còn có những góp ý và cô chú còn có trả lời bình luận giúp gia đình Hoàng Sơn nữa, tại vì Hoàng Sơn thật sự là không có trả lời hết được, nhưng mà Hoàng Sơn có thả tim đây. Tức là Hoàng Sơn đã có xem rồi cô chú anh chị ha, mình đã có xem và thả tim đó. Nhưng mà ví dụ giống như tuần hoặc 10 bữa mình rảnh là mình lên mình làm một cái clip để chia sẻ. Hoàng Sơn cảm ơn rất là nhiều cô chú anh chị đã yêu mến gia đình ha. Rồi còn những bạn mà chưa hiểu về gia đình Nam Việt á, thì mình cũng có thể để lại bình luận bên dưới ha, thì Hoàng Sơn sẽ chia sẻ để mình hiểu nhau hơn, mình có thể làm bạn hen. Còn có những cái điểm chưa tương đồng thì cô chú anh chị cũng thông cảm, tại vì giống như bàn tay nè, có ngón ngắn ngón dài nha, đâu có ngón nào giống ngón nào đâu đó. Rồi trong gia đình cũng vậy, anh chị em cũng vậy, nói chi đến hàng xóm. Hàng xóm nhà mình khác nhà, mỗi hàng mỗi cảnh mà đúng không. Rồi đèn ai nấy sáng nè đó, nên là mình lên đây nhiều khi mình buồn quá thì mình lên trên mạng để mình coi cho vui, còn mình thấy hợp thì mình có thể kết bạn hoặc là mình giao thiệp với nhau, mình nói chuyện ra chuyện để mình có thêm những người bạn tốt. Và không chỉ riêng Hoàng Sơn mà cô chú anh chị mình trên bình luận đây nè, giống như chị Hà Vi Trần hay trả lời bình luận, mà có rất là nhiều bạn yêu mến chị Hà Vi, mà chị Hà Vi giờ cũng nói hôm nay chị bận quá, thỉnh thoảng chị cũng mới bình luận thôi chứ chị chỉ xem thôi. Đó thì còn nói về quan điểm đó thì ngay cả Hoàng Sơn cũng không dám nêu quan điểm riêng của mình nữa, nó giống như một cái ly như vậy nè anh chị thấy không.
cái quan điểm, tức là một cái điểm mà mình nhìn thấy. Ví dụ giống như có bạn ở nằm bên trái thì bạn nhìn thấy này, có người trước mặt nhìn thấy này, còn Hoàng Sơn ở phía sau thì Hoàng Sơn thấy cái quai của cái ly chứ anh chị đâu có thấy đâu, đúng không? Thì mình đâu thể thể nào mình lấy cái quan điểm của mình mà mình áp dụng áp đặt cho mọi người được đó. Nên là khi mà Hoàng Sơn đăng video lên đây thì nói chung á là cũng sẽ có người thích có người không. Thì hy vọng là mình lên đây để cùng chia sẻ cho vui là chính ha, chứ cũng không phải là một cái cuốn sách để dạy một ai đó nấu ăn, hay để dạy một ai đó làm việc gì, hay là cái phong tục ở chỗ này nó phải dạy phong tục ở chỗ kia nó phải dạy, là không có hen. Ngay cả nhà hàng xóm với nhà mình cũng cùng phong tục, nhưng mà cách nấu khác nhau, cúng khác nhau, và cái nhiều khi cái lời cúng lại khác nhau nữa đó. Nên là mình coi như một cái rừng có thêm một cái bông cho nó đẹp ha, mỗi bông mỗi kiểu mà. Rồi, Hoàng Sơn cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nghe. Hy vọng là mình sẽ được nhiều người biết đến hơn. Cô chú anh chị nhớ giới thiệu dùm kênh Nam Việt nha. Và sắp tới mùa Tết rồi thì Hoàng Sơn bắt đầu vào vụ làm lạp xưởng. Cô chú anh chị có đặt hàng khô cá mắm thì cô chú anh chị có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn, hoặc là mình vào namvietshop.com nha, namvietshop.com để xem thêm thông tin. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe, và nhớ ủng hộ kênh Nam Việt nha. Rồi, chào tạm biệt.